Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và bây giờ là thời điểm tháng 1 năm 2024. Thì bên em sẽ lên một cái video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross. Và chiếc xe này thì có một tin cực vui là từ năm 2024 thì Toyota Việt Nam đã giảm giá niêm yết cho chiếc xe này lên đến 80 triệu đồng. Và chiếc xe bây giờ đăng ký sẽ rất là rẻ, chỉ trong phân khúc là 600. Đối với phiên bản xăng thì chỉ có 650 triệu giá niêm yết là có thể sở hữu được chiếc xe Toyota Yaris Cross này rồi. Phân khúc hạng crossover hạng B và có rất nhiều cái tính năng hay ho như là camera 60 này, có bộ trang bị tính năng là Toyota Safety Sense và là xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Động cơ dung tích là 1.5 và có cái ngoại thất nó rất là khỏe. Thì cụ thể như thế nào em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán. Thời điểm hiện tại thì đối với phiên bản xăng thuần xăng thì có giá niêm yết ngày xưa là 730 triệu. Thì bây giờ bên em đang giảm cho anh chị là 80 triệu thẳng vào giá niêm yết luôn. Thì chỉ còn là 650 triệu là anh chị có thể lấy chiếc xe này đăng ký xuất hóa đơn xong rồi. Và nếu mà để đăng ký xong xuôi cả thuế trước bạ và cả các chi phí khác thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 720 triệu là xong rồi. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị cho em số tiền khoảng 208 triệu là đăng ký xong chiếc xe Toyota Yaris Cross. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết được giảm còn 765 triệu và bên em đang giảm tiếp cho anh chị là khoảng 7 triệu tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện chính hãng, thì đăng ký xong xuôi nó chỉ rơi vào khoảng 840 triệu thôi. Và xe thì bên em đang có xe đi được trước Tết này, lấy xe trước Tết và giá lại giảm rất là sâu. Và nó kết thúc được cái đợt giảm thuế trước bạ thì bên em lại có những cái đợt giảm thẳng vào giá niêm yết luôn. Và anh chị lấy xe đợt này thì vừa có giá tốt vừa có xe đi Tết thì là thời điểm rất là hợp lý rồi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá niêm yết của chiếc xe Toyota Yaris Cross này rồi. Và em sẽ giới thiệu sâu hơn về các chi tiết của xe. Thì ở phần đầu xe này một thiết kế nó cũng khá là khỏe khoắn so với cái phân khúc crossover hạng B. Thì ở đây vừa rồi em đã đi xung quanh một vòng, mà anh chị thấy bên cạnh nó đây là một chiếc xe Toyota Corolla Cross. Thì cái kích thước của xe nó chỉ xem nhau thôi. Và theo em cảm nhận thì cái khoảng rộng rãi của hàng ghế thứ hai thì chiếc xe Yaris Cross này còn làm tốt hơn so với dòng xe Corolla Cross. Tuy nhiên thì không thể một vài cái điểm khác thì tất nhiên là chiếc xe Toyota Corolla Cross thì sẽ cao cấp hơn rồi, sẽ có động cơ 1.8 nhập Thái thì sẽ vận hành tốt hơn. Nhưng tuy nhiên là mình với cái tầm giá 650 triệu thì chiếc xe Yaris Cross này hiện tại đang là một chiếc xe rất là hợp lý. Và ở phần đầu xe thì được trang bị thứ nhất là có cụm đèn full LED, có trang bị thêm projector, có đèn sương mù này, có cảm biến phía trước. Và ngoài ra thì xe được trang bị là đèn mắt can phía trước trong cái bộ camera 60 của xe. Và xe thì có được trang bị là một cái cam đuôi ở trên kính lái để phụ trách các cái tính năng trong gói Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh. Và ngoài ra thì ở phần thân xe thì đây anh chị cũng thấy là cái mắt cam trên gương này. Xe thì có cái nút để cảm ứng mở cửa. Nhưng vừa rồi em mở rồi em chạm vào thì cửa xe khóa lại, chạm vào cửa xe mở ra. Mức tiêu thụ cho chiếc xe này cũng rất là tối ưu, nó chưa đến 6 lít trên 100 cây, chỉ có 5,95 lít thôi. Mà nếu anh chị lấy ở phiên bản xăng lai điện thì nó còn tiết kiệm hơn nữa cơ. Nó còn tiết kiệm được khoảng gần một nửa nữa so với phiên bản thuần xăng này. Ở phần đuôi xe thì xe được trang bị là có hai cảm biến sau, cụm đèn thì cũng là full LED. Và chiếc xe này thì bên em cũng mới đăng ký xong cho khách hàng và đợi giao, thì em cũng mượn chiếc xe này để quay cho anh chị xem. Thì xe này cũng hoàn thiện gần như xong rồi, chỉ cần vào cái bước cuối cùng là vệ sinh nội thất và ngoại thất nữa là sẽ xong xuôi thôi. Và xe thì đã được dán kính này, trải sàn cam hành trình. Và ngồi trong xe này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về rất nhiều tính năng có trang bị trong xe. Thì từ bên trái đi, từ bên ngoài xe thì anh chị thấy ở trên gương sẽ được trang bị cái cụm tính năng là cảnh báo điểm mù và cảnh báo tiền va chạm. Ở phía bên dưới hơn thì sẽ có là gập gương tự động này, lên xuống kính auto ở kính lái. Ở đây thì sẽ có là đèn pha thích ứng, cảnh báo tiền va chạm này, cảm biến áp suất lốp, cảm biến tiến lùi. Và ở đây sẽ là cao thấp của đèn, chỉnh đèn pha LS.
Trên cụm vô lăng thì cũng có rất nhiều tính năng, từ ở phía sau thì có đèn pha tự động này, có lẫy chuyển số sau vô lăng, có gạt mưa, và ở đây là cụm điều khiển của màn hình giải trí, bên dưới là tăng giảm âm lượng, nút bật camera 60. Ở đây chỉ là chức năng là giữ làn đường, chuyển các chế độ âm thanh, ga thích ứng này anh chị, giữ ga tự động cho anh chị đó. Nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ thông minh hơn, là nó sẽ thích ứng được, nó sẽ thích ứng được xe, cái xe phía trước. Và đây là qua bài và chỉnh chế độ lái chiếc xe, rất nhiều cái tính năng. Và ngoài ra thì được trang bị một cái màn hình 10 inch rất là lớn ở đây, và màn hình đa thông tin trước mặt chúng ta cũng rất là lớn. Màn hình để em để lên cho anh chị xem nhé. Nó có một màn hình lớn có chữ Hello và một màn hình nhỏ để hiển thị tốc độ ở phía bên này. Tổng cộng là có 3 màn hình và đều là màn hình rất là lớn và rất là sắc nét. Và ngoài ra thì cụm điều hòa của xe thì sẽ có là trang bị điều hòa tự động. Điều hòa tự động ở đây và có các cái chức năng về... Đây là núm chỉnh anh chị nhé, chứ không phải là điều hòa cơ đâu. Núm chỉnh nhiệt độ và gió. Bên dưới thì có nút đèn ổ, có hai cổng sạc, cả Type-C và cả USB-C. Phía bên dưới đây nữa thì là sạc không dây anh chị ạ. Đây sạc không dây ở đây, có nút bật tắt. Và phanh tay điện tử auto hold. Một chiếc xe rất nhiều công nghệ nó còn nhiều hơn so với cả chiếc xe Toyota Corolla Cross. Nó chỉ thua về máy thôi. Mà cái ghế thì được trang bị là ghế hoàn toàn là da rồi, bọc da ở các vị trí như là cửa này, rồi bọc da ở tablo, rất nhiều cái vị trí bọc da. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi, cúp rất là rộng rồi. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe Yaris Cross mới được cập nhật với giá mới giảm đến 80 triệu đồng giá niêm yết. Đăng ký xong xuôi nó chỉ rơi vào khoảng hơn 700 triệu một chút, giá niêm yết chỉ là 650. Và công nghệ nhiều như vậy, em đã giới thiệu đến 7 phút và ngoại thất và